Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em mới về được một ít hàng, em quay video đây giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại shop Long Hợi. Số điện thoại đặt hàng 0975275636. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần có thể đến tại cửa hàng xem mua trực tiếp ạ. Bác nào ở xa thì bên em có ship hàng. Để em quay sơ qua những cái sản phẩm mà em có trước nhá. Mọi người chốt hàng có thể vào trong Zalo chốt hàng, còn không thì cứ nhắn tin hoặc là gọi điện bình thường là được ạ. Các bác mua hàng thì mình cứ chốt với em theo mã số như trên video là được. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg tiền ship sẽ là 30.000. Còn nếu mà trên 5kg đến 10kg quay đầu tiền ship sẽ là 50.000 toàn quốc ạ. Tiền ship bọn em gửi theo lô nên là giá nó rất là rẻ. Các bác mua hàng vui lòng không chốt hàng ở dưới phần bình luận của video nhé. Vì cái phần đấy bên em sẽ xem cuối cùng nên tỷ lệ chốt đơn hàng thành công của các bác sẽ rất là thấp. Rồi đầu tiên là số 1 này. Số 1 ở đây em có mấy cái thanh nhôm. Đây, số 1 có một thanh nhôm nhá. Hai đầu nó sẽ có gắn với cả trục bi như này. Cái phần màu xanh này của nó là nhựa nhá. Tại bên trong sẽ có trục sắt có bi này, quay tròn, đầu này cũng vậy. Rồi em sẽ đo kích thước. Cái này độ dày của nhôm đo được là 1,6 cm. Bản rộng là 4 cm ạ. Hai đầu nó đã được bo tròn như này. Chiều dài đo được là 44 cm. Đây là mã số 1. Giá là 100k. Cái hàng này nó là nhôm hàng Hàn Quốc nên rất là đẹp luôn ạ. Mã số 1 là 100k nhé. Có một chiếc thôi ạ. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 cũng thế này. Cái phần nhôm này hai đầu nó sẽ có cái trục sắt có bi này. Có cái đường, cái phần màu xanh này là nhựa nhá. Độ dày của nó là 1,6 cm ạ. Bản rộng của nhôm là 4 cm. Hai đầu của nhôm nó đã được bo tròn rồi nhá. Cái này chiều dài của nó là 82 cm. Đây là mã số 2. Mã số 2 của em giá là 130k một chiếc. Đây, đều có trục bi quay tròn như này. Các cái hàng này nó đều bắt bằng ốc đục giác này, hàng Hàn Quốc. Nhôm rất là dày. Mã số 1, mã số 2 nhá, 130k một chiếc. Mã số 2 ở đây em đang có 2 chiếc. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 đâu? Rồi. Quên em chưa ghi mã số 3 để em tìm cái bút. Cái này nó lại là một cái 15, một cái 16. Tôi định ghi là mã số 3 nhưng thôi không. Cái này coi như hôm nay không có mã số 3 nhé. Tiếp theo em qua mã số 4 luôn này. Mã số 4 ở đây có một cặp trục tròn này. Cái phần khung hai bên này của nó sẽ là bằng nhôm. Còn cái phần trục sắt và cái phần bi của nó sẽ là bằng vỏ sắt nha. Trục tròn của nó sẽ là sắt đặc, không phải là hàng rỗng ruột. Phần trục đo được là phi 20. Cái phần khung nhôm cũng rất là dày này. Khung nhôm đo được là 1,5 cm. Chiều dài phần khung nhôm đo được là 4 cm ạ. Bản rộng là 5 cm. Chiều dài phần trục tròn đo được là, em đeo cả cái sản phẩm luôn nhé. Chiều dài sản phẩm đo được là 22 cm. Đây là mã số 4 nhé. Mã số 4 một bộ của em như này sẽ gồm là hai trục này, hai bi hai bên này. Cái phần khung của nó sẽ là bằng nhôm. Mã số 4 của em giá là 200k nhé. 200k mã số 4 này. Bi trơn tru nhẹ nhàng hết nhé. Rồi tiếp theo qua mã số 5. Mã số 5 đây. Mã số 5 này. Phần trục tròn là phi 20. Trên mỗi trục sẽ có một bi như này. Phần khung của nó sẽ là khung nhôm. Phần khung hai đầu sẽ là nhôm nhé. Cái này bản rộng của nó là 5 cm này. Bên trên này cũng là 5 cm. Chiều dài phần khung đo được là 14 cm. Chiều dài cả khung, chiều dài ấy, đo được là 22 cm. Cái này thì vỏ bi của nó sẽ là bằng nhôm luôn nhá. Đây là mã số 5. Mã số 5 một bộ của em như này giá là 200k nhá. Đây, như tay em đang cầm một bộ đây là 200k mã số 5 này. Tiếp theo qua mã số 6.
số 6, một bộ có hai chi tiết này. Cái này không biết là cái gì luôn. Cái phần này lòng của nó bằng sắt này. Còn cái phần khung này của nó sẽ bằng nhôm nhá. Cầm rất là nhẹ luôn. Đây. Đây em sao? Ở đây nó có một đầu ống hơi. Phần ống này đo được là 15 ạ. Cái chỗ này em đo được là 15 nhá. Trên đây nó có các cái lỗ vít này. Cái này bản rộng của nó là 6,5cm này. Chiều dài là 19cm. Tiếp theo cái này. Cái này bản rộng là 6,5cm. Chiều dài là 19cm. Đây một đầu ống hơi đây. Ống này của nó đo được là ống 12. Cái phần màu trắng này sẽ là nhựa này. Còn tất cả cái phần khung này sẽ là bằng nhôm. Đây là mặt sau của nó sẽ như này. Đây là mã số 6 nhé. Mã số 6 của em sẽ gồm 2 chiếc như này. Giá là 100k này. Rồi tiếp theo qua mã số 7. Mã số 7 ở đây em có một ít cán búa này. Cái này hàng cán búa Mỹ nhé. Của Milwaukee này. Bên trong của nó sẽ là sợi thủy tinh. Bên ngoài sẽ là nhựa cao su. Chống va đập bể vỡ nhé. Cầm rất là chắc chắn, không bị trơn trượt giống như các cái hàng của mình đâu ạ. Phần đầu kẹp này đo được là 11 này. Bên này đo được là 24. Nếu phần này không vừa các bác có thể dích lên đây một chút cũng được nhé. Sẽ đo chiều dài luôn. Cái này tổng chiều dài của nó đo được là 38cm. Cái này hàng cán búa bái Mỹ nhá. Các bác được mua hàng kiểm tra hàng nhá. Đúng như trên video thì nhận hàng. Đây, cầm rất là chắc chắn luôn ạ. Đảm bảo là các bác sẽ thấy khác hoàn toàn so với cán búa của mình. Đây là mã số 7. Mã số 7 của em giá là 50k một chiếc nhá. Cái mã này các bác mua 10 chiếc là bên em miễn ship. Cái mã này là 10 cái là miễn ship nhá. Còn các bác mua một cái cũng được, một cái bên em cũng có ship hàng. Rồi tiếp theo qua mã số 8. Số 8 ở đây em có hai cặp bi này. Bi này là lỗ trục 25. Mặt bích của nó dưới sẽ là mặt vuông như này. Vuông của nó 5cm. Chiều cao đo được là 6cm ạ. Đây là mã số 7. Em xin lỗi, mã số 8 nhé. Mã số 8 của em sẽ gồm là hai bi như này. Bên trong sẽ có các cái bi sắt như này nhé. Đấy, các bác nhìn kỹ trên video nhé. Bên trong sẽ có các bi sắt này. Bi lỗ trục tròn, bi 25. Mã số 8 giá là 70k 2 chiếc này. 70k 2 chiếc nha. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 này. Loại này cũng là lỗ trục 25 này. Mặt bích bên dưới của nó sẽ là đường tròn nhé. Đường kính của nó đo được là 6cm. Cái này chiều cao là 11cm. Tất cả bên trong sẽ có bi sắt như này. Mã số 9 này giá là 2 chiếc, giá là 100k nhé. Có một cặp thôi ạ. Rồi tiếp theo qua mã số 10. Số 10 đây có hai cái trục sắt này. Trục này phi 25. Cái này là trục sắt đặc nhé. Ở trên đây nó sẽ có các cái đường rãnh như này. Đầu này có một chiếc, đầu kia cũng vậy nhé. Chiều dài của nó là 42cm. Ở đây em có hai chiếc mã số 10 này. Giá là 160k. 160k 2 chiếc này nhá. Hai cái đều là sắt đặc hết ạ, không phải hàng rỗng ruột. Rồi tiếp theo qua mã 11. Số 11 cũng là trục 25 này. Đường kính của nó là 25. Trục sắt đặc hết ạ. Ở trên đây nó sẽ có mấy cái đường rãnh như này. Đầu này nó sẽ bị tiện nhỏ như này. Hàng tháo máy mà. Phần bên này em đo được là 17. Chiều dài cái phần trục 25 ấy đo được là 69cm. Còn nếu mà đo cả cái phần trục nhỏ trên đầu của nó đo được là 79cm. Đây là mã số 11, giá là 150k một chiếc nhá. 150k một chiếc như này. Mã 11 ở đây em đang có 4 cái. Rồi tiếp theo qua mã 12. Mã 12 cũng là phần trục sắt đặc phi 25. Ở đầu này nó sẽ có một phần nhỏ hơn như này nhá. Phần trục tròn trên đầu này đo được là 22 này. Còn cái phần thân bên dưới này sẽ là phi 25, trục tròn sắt đặc. Trên đây nó sẽ có các cái đường rãnh như này nhá. Như có 3 đường rãnh ấy. Hai, có 2 đường rãnh. Cái phần trục tròn 25 ấy thì đo được là 68cm. Nếu đo tổng cả chiều dài tất cả sản phẩm luôn ấy sẽ đo được là 84cm. Đây là mã số 12. Giá là 150k một chiếc ạ. Rồi tiếp theo em qua mã 13. Mã 13 ở đây em có một thanh vít me này.
Đây là Vinme Phi 16 bước 4 nhá. Em sẽ đo chiều dài này. Chiều dài phần gen đo được là 55 cm, còn tổng chiều dài sản phẩm đo được là 68 cm. Ở trên đây nó sẽ có một cái bát gen như này, trơn tru nhẹ nhàng, không có bị cong vênh hay sứt mẻ gì cả. Đây, một đầu phần trục sắt này đo được là 1 cm này. Nó chỉ có một cái bát gen này thôi nhá, không có cái thứ hai để lắp thêm vào đâu ạ. Mã số 13 giá là 100k. Rồi tiếp theo qua mã 14. Mã 14 ở đây em có 5 cái này. Đầu gen nhỏ nhá. Cái này đầu gen của nó được 6 ly. Đây, trơn tru nhẹ nhàng hết nhá. Mã số 14 này, ở đây em có 5 chiếc. Tất cả có 5 chiếc như này, giá là 75k 5 chiếc. Tiếp theo qua mã 15. Tiếp theo mã 15. Mã 15 ở đây có cái trục bi sắt như này nhá. Này rất là nặng luôn này. Trục bi lớn nha, hai đầu nó sẽ có bi này, các viên bi sắt rất là to này. Em sẽ đo phần trục trước. Phần trục bên ngoài này đo được là 45. Phần bên trong là 50. Nặng. Đường kính cái mặt bích bên ngoài đo được là 12,5 cm ạ. Trục bi quay tròn như này nhá. Phần sắt này rất là dày luôn này. Nặng quá. Đây là mã số 15, giá là 400k một chiếc. 400k một chiếc ạ. Ôi, hai số 15 rồi. Bây giờ em sẽ sửa mã này thành số 0 nhá. Không có nhầm rồi. Rồi tiếp theo qua mã số này. Mã số 0 ạ. Cái này chính ra là mã 15 nhưng mà bị sai số nên em sẽ sửa thành mã số 0 nhá. Đây, ở giữa đây nó sẽ có trục bi này. Hai đầu có bi nhá. Cái này nó bị mờ mất rồi nên em không nhìn được. Nó hơi bụi nên không nhìn được mã số của bi. Em sẽ đo kích thước. Cái này độ dày của nó là 5 cm. Đường kính đo được là 10 cm ạ. Cái phần bên ngoài này nó giống như là cao su ấy. Phần bên ngoài nó giống như là cao su nhưng mà cao su cứng nhá. Không có ấn tay xuống được. Bên trong đây nó sẽ có cái phần này là trục sắt hết này. Những cái phần bên này nó sẽ là sắt hết. Còn bên ngoài, bên trong là sắt này, bên ngoài sẽ bọc cao su, một phần nhỏ như này là cao su này. Đây là mã số 0. Ở đây em có 2 chiếc nhá, 300k 2 cái. 2 cái đều có trục bi quay được. Rồi tiếp theo. Mã số 16. Số 16 đây ạ. Số 16 ở đây đang có là 246, có 6 cái ạ. Bên dưới nó sẽ có một cái mặt bích sắt như này. Bên trên sẽ có một cái phần khớp lắc lư như này nhá. Phần lỗ gen bên trong đo được là 14 ạ. Cái mặt bích bên trong này đo được là 1 cm. Chiều rộng của nó là 8 cm, chiều dài là 10 cm ạ. Đây. Nó sẽ khớp, nó lắc lư được như này được nhá. Đây, lắc qua lắc lại được này. Đây là mã số 16 này. Mã số 16 của em giá là 75k một chiếc nha. Rất là đẹp luôn, hàng vừa tháo ra rất là đẹp. Rồi tiếp theo mã số 17. Đây, số 17 nó sẽ như này. Phần lỗ gen đo được là 14 ạ. Độ dày cái này đo được là 1 cm. Bản rộng là 4,5 cm, chiều dài là 14,3 cm. Đây là mã số 17, giá là 75k một chiếc. Ở đây em đang có 5 chiếc nhé. Tháo cùng một lô ra nên rất đẹp. Tiếp theo qua mã 18 ạ. Số 18 ở đây em có 3 chiếc này. Của nó sẽ là mặt bích tròn như này. Phần đầu gen bên dưới em đo được là 14 này. Đường kính chỗ này đo được là 7 cm. Độ dày là 1 cm ạ. Ở trên đây nó cũng có một cái đầu gen này. Phần đầu gen này đo là 14. Đây. Khớp lắc lư như này nhá. Mã số 18 giá là 75k một chiếc. Mã này ở đây em đang có 3 chiếc. Tiếp theo qua mã 19.
chật quá. Mã 19 này. Cái phần trục bên này sẽ là sắt nhá, còn bên trên phần khúc này sẽ là bằng nhôm này. Phần bu li này đo được là 22. Trục sắt bên trong đo được là phi 12. Thế cái phần nhôm nó không biết là đo kiểu gì đây. Cái lỗ này đo được là 14 ạ. Lỗ bên dưới là 14. Cái này tổng chiều dài của nó đo được là 12 cm. Đây là mã số 19, giá là 70k. Đây là phần này nó chỉ có bi này, đây có bi này. Rồi tiếp theo mã 20. Số 20 đầu trục bên này đo được là 17. Trên này là 20 ạ. Ở đây nó có một cái bi đĩa này. Ở đây nó có một cái bi đĩa như này nhá. Đây phần nhôm bên trên này. Cái này tổng chiều dài của nó đo được là 17,5 cm. Đây là mã số 20, giá là 50k nhé. Có một chiếc thôi ạ. Tiếp theo qua mã 21. Số 21 đấy em có hai miếng nhôm này. Cái này nhôm bãi hàng Hàn Quốc nhé. Cái này độ dày của nó là 12. Chiều này là 7,2 cm này. Chiều dài là 20 cm. Đây là mã số 21, có hai chiếc nhé. Giá là 80k hai chiếc. 80k 2 chiếc nha. Số 21 đấy ạ. Tiếp theo qua mã 22. Số 22 là một cái hộp này. Bên dưới nó bắt bởi một miếng sắt như này nhé. Bắt bằng ốc lục giác Make in Japan này. Ở trên đây nó có cái thông số này, các bác có thể nhìn lại nhé. Một cái đầu ống ở đây nó bị gãy rồi này. Ống này là ống 6 ly nhá. Còn đầu ống bên này là 10 ly này. Sẽ có hai ống 10 ly và một đầu ống 6 ly. Cái này bản rộng của nó là 7,5 cm. Chiều dài là 18,7 cm. Cái bên này đo được là 3,8 cm ạ. Đây là mã số bao nhiêu đây? Số 21. Đó, số 22 chứ. Số 22 này. Giá là 150k. Hôm nay đánh số làm sao mà bị nhầm những hai số rồi các bác ơi. Lúc nãy không có mã số 3 nhá, bây giờ em chuyển mã này thành mã số 3 nhá. Em đã đánh nhầm mã số 22 nên bây giờ em sẽ chuyển mã này thành mã số 3 này. Bác nào có Zalo có thể chụp lại hình nhá. Cái phần khung của nó sẽ là bằng nhôm này. Nguyên khối của nó bằng nhôm luôn nhá. Nó bắt bằng ốc lục giác. Ở giữa sẽ có một cái trục bi như này. Japan luôn này. Bi Japan này. Để xem mã bi. Mã bi của nó là 6004. Mã bi của nó là 6004 ạ. Phần đế bên dưới đo được là 5,5 cm. Còn cái chiều này là 4,7 cm này. Chiều cao đo được là 6 cm. Đây là mã số 3 nhé. Mã số 3 một cặp của em sẽ gồm 2 chiếc này, giá là 55k. Mã này hình như đang có là 7 hay 8 cặp. Rồi tiếp theo mã số 23 này. Một số 23 này, cái phần nhôm này cũng là nhôm nguyên một khối luôn nhé. Trên đây nó sẽ có 3 bi như này. Cũng là Japan luôn này. Mã bi của nó là 6004. Nó cũng giống như mã số 3 kia này. Nhưng mà cái phần trục đây nó sẽ có 3 bi luôn nhé. Hôm nay số hơi bị lộn xộn này. Cái chiều này đo được là 7,5 cm. Chiều này là 5,5 cm ạ. Chiều cao đo được là 7 cm. Đây là mã số 23 nhá. Mã số 23 một cặp của em sẽ gồm 2 chiếc nha này. Giá là 95k. Mã này cũng đang có 7 hoặc là 8 cặp gì đấy. Tiếp theo qua mã 24. Số 24 ở đây em có một cặp bi trượt như này. Phần đế của nó sẽ bằng nhôm nhá. Phần đế bằng nhôm. Phần trục tròn sẽ là trục sắt. Phần bi này, phần bi vỏ ngoài của nó sẽ là nhôm. Phần trục tròn đo được là phi 16 á. Nó hơi rít một chút này. Các bác về tra thêm tí dầu vào là trơn tru nhá. Hoặc là tẹo nữa quay video xong em sẽ tra dầu. Cái này chiều dài phần trục tròn của nó đo được là 16,5 cm. Đây là mã số 24. Một cặp sẽ gồm là 2 trục này. Trên mỗi một trục sẽ có 2 bi nha này. Mã số 24 giá là 150k cái cặp này nhá. Tiếp theo qua mã 25.
Số 25 ở đây có một cặp. Cái này là cặp trục tròn phi 20, phần trục tròn sắc đặc nhá. Chiều dài phần trục đo được là 22 cm. Đây là mã số 25 này, một cặp sẽ gồm là hai trục 2 bi, giá là 100k. Ở đây nó cái cặp này là mặt bích màu là hình vuông này. Còn cái cặp này hình tròn nhá, nhưng mà cùng giá tiền. Mã số 25 giá là 100k một cặp, hai trục 2 bi. Tiếp theo qua mã 26. Số 26 ở đây có cặp buli nhôm này. Bác nào mà cần cái hàng buli nhôm loại to này thì mình chốt nhá. Đây bên trong của nó sẽ có thêm cả một cái này, biết là gọi là cái gì đây. Phần lỗ trục đo được là 31 này. Phần rãnh đo được là 44. Cái này chiều cao đo được là 60. Sẽ đo cả chiều dây luôn nhé. Dây trên đây nó có ghi là 848 này. Không biết lỗ hỏi phải là mã số của cái dây không. Cái này nó cong lên là cũng đo áng chừng nhá. Cái này là 40 cm này. Một bộ của em là mã số 26. Sẽ gồm là hai cái bu ly nhôm và một cái dây cu loa như này. Đây. Nguyên một bộ nó sẽ có như này nhá. Cái mã này như em đang có là 10 bộ. Mã số 26 này, giá là 250k một bộ như này. Gồm 1 này, 2, 3, 3 chi tiết. Cái phần này nó có thể tháo rời được nhá. Cái phần này có thể tháo rời ra được này. Cái phần lõi bên trong này. Đây, nó có thể rút ra được như này nhá. Rút ra thì bên trong nó sẽ như này. Mã số 26, 250k một bộ. Tiếp theo qua mã 27. Số 27 ở đây em có mấy trục tròn này. Hàng bãi ra ban luôn. Trên đây nó có cái đầu ống hơi hay ống nước này. Ống này chắc là ống 8 ly rồi. Cái phần này sẽ là nhôm nhá. Trong đây sẽ có bi này. Trong đây sẽ có như là 2 bi ấy. 2 bi quay tròn. Đây còn cái phần trục sắt này. Nó là trục phi 25. Ở trong đây nó sẽ có, trên đây nó sẽ có mấy cái đường rãnh này. Có 3 cái đường rãnh nhá. Các bác phải lắp đúng bi theo cái chiều rãnh của nó thì mới được nhá. Còn cái phần mặt bích ở đây này, nó sẽ chia làm hai miếng ghép vào nhau. Hai miếng ghép vào nhau nhá, chứ không phải là nó bị vỡ ra đâu. Nên các bác nhận hàng kiểm tra hàng đừng tưởng là vỡ nhá. Cái này của nó là make in Japan luôn đấy. Em sẽ đo cái chiều dài phần trục. Đây, sẽ đo tổng cả chiều dài luôn nhá. Có một cái phần này là bằng nhôm thôi, còn đâu tất cả đều bằng sắt hết. Trong đây có mỡ nhá, nên là khi nhận hàng chắc nó cũng sẽ hơi bẩn bẩn một tí, em sẽ bọc thực bóng và cẩn thận. Cái này chiều dài của nó đo được là 56 cm. Đây là mã số 27. Số 27 100k một bộ như này nhá. Mã này em đang có tầm 20 bộ. Tiếp theo qua mã 28. Số 28 ở đây em có mấy cái bộ trục sắt này. Cái này là trục sắt phi 16 nhá. Trên mỗi một trục sắt sẽ có một cái bi riêng biệt như này. Phần khung của nó này, bên trên và bên dưới đều bằng nhôm. Khung bên trên, bên dưới đều bằng nhôm nhá. Bên dưới sẽ có mấy cái nhựa màu cam này này. Đấy, đỡ bên dưới như này. Phần đầu trục bên trên nó sẽ có hai cái trục nó bị khớp một lỗ ở đây. Trên bốn trục sắt sẽ có bốn cái lỗ gen. Cái lỗ gen này là bảo mọi người bắt được ốc M8 nhá. Lúc em tháo ra là nó có ốc M8. Trục tròn phi 16 nhá, mỗi một trục sẽ có một bi riêng biệt như này. Chiều dài phần trục tròn đo được là 33 cm. Đo cả nhôm luôn là được 34 cm. Tức là cái phần nhôm này là dày là 1 cm đấy ạ. Đây là mã số 28 này. Một bộ như này giá là 200k. Như hình đây em đang có hai bộ này đấy. Một bộ như này là 200k một bộ nhá. Tất cả trơn tru nhẹ nhàng hết rồi. Các bác mua về là chỉ việc là chế độ sử dụng thôi. Cái mã này như đang có là 20 bộ. Rồi tiếp theo qua mã 29 ạ. Số 29, 30 ở đây em có mấy con lăn nhôm này. Đây số 29 đây. Này con lăn nhôm nhá. Bên trong là hai đầu nó sẽ có bi như này.
ở giữa sẽ là trục sắt. Phần trục đo được là 20. Đường kính phần con lăn đo được là 50. Bên trong là trục sắt, còn bên ngoài là nhôm nhé. Phần vỏ ngoại của nó sẽ là nhôm. Hàng đẹp trơn tru này, không có bị móp méo hay là chầy chỗ nào đâu ạ. Cái này chiều dài của nó là 9cm. Phần con lăn này, chiều dài của nó là 9cm nhé. Đây là mã số 29 này, giá là 100k một chiếc. 100k một chiếc nhé, rất là đẹp luôn. Đây, mã số 29 này, 100k một chiếc. Tiếp theo qua mã 30. Mã 30 là nó tháo cùng một bộ của máy mã 29 ra đấy ạ. Cái này phần trục bên trong đo được là 30. Đường kính bên ngoài đo được là 80 này. Chiều dài là 90. Chiều dài phần thân con lăn được 90. Bên trong cũng là trục sắt này, bên ngoài sẽ là nhôm. Cái này nó tháo cùng một bộ của cái mã 29 ra đấy. Bác có thể mua cùng cả một bộ về để mình chế đồ cho nó dễ nhá. Hoặc là mua mã 29 không cũng được, mã 30 không cũng được. Số 30 của em giá là 180k một chiếc này. Mã này đang có tầm 10 chiếc nhá. Tiếp theo qua mã 31. Mã 31 ở đây em có cái bộ chân này. Bộ chân đế này nhá. Cái này của nó bằng sắt này. Mỗi một chiếc này nó nặng 1,2 cân, 1,3 cân đấy ạ. Sắt này. Đây, phần đế này, phần đế nó bắt bằng ốc lục giác, kết nối với cả cái phần trục nhá. Bên trên sẽ là các cái con ốc gen như này. Đây, độ dày của nó đo được là 2cm. Phần trục tròn đo được là phi 30. Đây, mình sẽ đo chiều cao. Chiều cao một cái là 9,5cm. Một cái này thì nó dài hơn này. Cái này là 12cm. Đây, tháo ở một máy ra nó sẽ có hai cái chân như này. Đây là mã số 31, giá là 80k một bộ hai chiếc như này nhá. Mã này chắc cũng đang có tầm 20 bộ. Hôm nay trên video của em có tất cả 31 mã số. Bác nào có nhu cầu mua mã nào có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp. Số điện thoại em có ghim sẵn ở dưới phần mô tả của video rồi đấy ạ. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo ạ.